Vâng thưa quý vị, trong chương trình Dòng chảy cuộc sống ngày hôm qua thì chúng tôi đã đề cập đến câu chuyện về việc hàng nghìn nhà xưởng và các công trình nhà ở kiên cố khác ngang nhiên mọc trên đất nông nghiệp trong suốt một thời gian dài tại huyện Thạch Thất. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ là những cái câu chuyện được kể từ chính những người ở trong cuộc về việc làm như thế nào để được dựng xưởng, xây nhà trên đất nông nghiệp. Đây là nơi trước kia từng là thùng đào, thùng đấu của xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Nhưng nay, nó đã trở thành lán xưởng nằm sát ven mương. Theo người dân, để những chiếc lán xưởng này được hình thành và tồn tại trong suốt một thời gian dài, đều phải có những quy luật riêng. Nên khi bán chúng cho những người có nhu cầu, dù chỉ là giấy tờ viết tay, nhưng giá cũng không hề rẻ. Đây là khu ruộng, đất ruộng. Chúng tôi ra chúng tôi làm vườn, chúng tôi làm đấy. Nó khoảng 1,2 tỷ một sào. Một sào nó 360 mét vuông. Gươm nó đi soi hàng ngày. Đầu tiên nó vào, người ta bắt tháo dỡ. Rồi mình làm luật, làm việc của nó. 1 triệu mét vuông. 1 triệu một mét vuông. Thì mình sẽ được xây hả chú? Làm gì, nó chỉ phải cho dựng lán thôi. Nó lập biên bản mình vẫn phải ký. Còn bây giờ đất thì đất ruộng, trước kia thì huyện nó không liên quan, nhưng bây giờ bọn huyện nó cũng xuống nó vòi vặt. Huyện là của thật, bọn nó đến thì mình làm được nó. Xong hàng ngày ở dưới ở đang em bây giờ người ta làm đềm chẳng, làm đềm làm lán đềm một đềm cái lán lên được, lên thách cái lán luôn được. Đấy. Cái lán to như này mà chỉ trong một đêm? Ừ. Như đợt chị làm này thì mất nhiều tiền không? Cũng về 150. Ở đây là có tổng khoảng bao nhiêu cái lán như này? Kín hết, kín hết. Chị cứ đi văng vào, anh đi văng lên thẳng trên này. Nên là kín hết. Còn tại xã Hữu Bằng, người dân cũng tiết lộ muốn dựng được lán xưởng trên đất nông nghiệp thì phải chuẩn bị thêm một khoản chi phí khác gọi là bồi dưỡng. Đó mới đổi qua sản xưởng của mình. Mới mua. Mới làm phòng qua nó làm đến 2-3 sáu tấn rồi. Đất của mình mua mà nó vẫn phải làm luật để xây á, chứ chả làm luật. Nhưng mà đất của mình mà mình mua vào cơ mà không hiểu nữa. Đất ruộng thì chính quyền nó không được xây vì đất về dề, đất kia lúa vừa làng rồi nó còn cây lúa làng cả làng rồi tư rồi thì tất cả làng là ruộng đất, đến đường miền xã đất cả đường miền xã nó là ruộng đất, chủ đề không nói rồi, chủ đề là bền vững rồi. Mang những câu chuyện trên đến gặp lãnh đạo phòng tài nguyên môi trường, đơn vị được Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ cung cấp và trả lời phỏng vấn cho kênh VTC14. Và đây là câu trả lời của đơn vị được huyện giao quản lý đất đai trên địa bàn. Trong cái kết luận của ban thành phố cũng nêu rõ Hữu Bằng là một trong những địa điểm là để diễn ra vi phạm nhiều. Và có nội dung là như xã Hữu Bằng thống kê lên là vài trăm trường hợp. Trường hợp là Canh Nậu cũng được ghi nhận như trong cái kết luận của thành phố. Cái số liệu chính xác thì không chưa nắm rõ được. Bởi vì là mình chỉ trên cơ sở thống kê của cái kết luận thanh tra thì mình nắm được thôi. Cái việc đó là của chủ tịch ban xã. Chủ tịch ban xã là chịu trách nhiệm để toàn diện về quản lý hành chính nhà nước về lĩnh vực trên địa bàn. Tình trạng sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp, dựng lán xưởng, xây nhà ở, homestay hay biệt phủ không phải là câu chuyện hiếm ở Thạch Thất. Và việc sử dụng đất sai mục đích ngày càng phổ biến. Thế nhưng, thời gian qua, đã có bao nhiêu tập thể hay cá nhân bị xử lý một cách nghiêm khắc khi không hoàn thành chức trách nhiệm vụ hoặc lơ là, hoặc bảo kê, tiếp tay, buông lỏng quản lý để xảy ra các sai phạm về đất đai và trật tự xây dựng gây bức xúc trong dư luận. Vâng, theo chỉ thị số 04 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn phải kiên quyết kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm và đặc biệt là các trường hợp tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc là xây dựng trái phép. Địa phương nào để xảy ra vi phạm mà không xử lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã xử lý và quyết định tạm dừng công tác điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để chỉ đạo xử lý cho đến khi vi phạm được xử lý khắc phục. Như vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo quyết liệt về tăng cường công tác rồi. Và những câu chuyện về Thạch Thất sẽ được chúng tôi phản ánh trong các bản tin tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm là nơi duy nhất ở Hà Nội dịch ở cấp độ 4, màu đỏ, tức là nguy cơ rất cao. Ổ dịch tại đây được đánh giá là nguy cơ lây lan lớn do khu vực nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp, nhà cửa san sát nhau, liền tường, dân cư đông đúc. Tuy nhiên, những ngày gần đây, số F0 ghi nhận tại địa bàn này đang đi ngang. Ngành y tế nhận định khu vực này đang ở đỉnh dịch, dự báo từ 7 đến 10 ngày nữa sẽ hết dần ca nhiễm mới. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trong 4 ngày qua, ổ dịch tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm ghi nhận trung bình dưới 30 ca một ngày. Đại diện Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm dự đoán số F0 hàng ngày tại phường Phú Đô sẽ chỉ trong khoảng 30 ca. Phú Đô đang ở đỉnh dịch, sắp tới số ca nhiễm mới sẽ đi ngang và giảm dần. Dự kiến 7 đến 10 ngày khả năng sẽ hết dần. Tuy nhiên, hiện nay giao thương mở cửa rộng rãi, chắc chắn F0 còn tăng. Khi đó F1 phát sinh rất nhiều, các khu cách ly tập trung sẽ nhanh quá tải. Do đó, địa phương đề xuất thành phố cho thí điểm F1 đủ điều kiện được cách ly tại nhà và nhanh chóng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 10. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết không bố trí các điểm test nhanh COVID-19 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cho khán giả vào xem trận Việt Nam Ả Rập Xê Út diễn ra vào tối nay, ngày 16 tháng 11. Theo đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, tại cuộc họp đảm bảo công tác an ninh, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trước trận đấu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cho biết sẽ không bố trí các điểm test nhanh COVID-19, bởi theo quy định của ban tổ chức, khi vào sân, khán giả phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an, cho biết rằng ban tổ chức quy định khán giả đến xem trận bóng tại sân Mỹ Đình sẽ phải mang theo 4 loại giấy tờ bao gồm giấy tờ chứng minh nhân dân, vé xem bóng đá, thông tin tiêm chủng 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính có giá trị trong vòng 72 giờ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát đi thông tin cảnh báo người dân khi nhiều đầu số giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội nhắn tin mời nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản cá nhân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin cơ quan này nhận phản ánh của người dân về tin nhắn từ các đầu số +44 563 +44 528 +44 582 +44 190 với nội dung người nhận tin đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp và yêu cầu người dân truy cập vào một đường link, nếu quá hạn sẽ không được chấp nhận. Ngoài việc nhắn tin qua tin nhắn SMS, các đối tượng lừa đảo còn nhắn tin qua mạng xã hội Zalo. Theo đó, khi người dân mất cảnh giác, đăng nhập vào các đường link lừa đảo, thì màn hình sẽ hiển thị giao diện giao dịch giống với trang giao dịch điện tử của các ngân hàng người dân đang sử dụng. Sau đó, các giao diện này sẽ yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng để chiếm dụng tiền trong tài khoản của người dân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định các tin nhắn của gọi trên là của đối tượng lừa. Thưa quý vị, có thể nói rằng mạng lưới y tế cơ sở là lực lượng gần dân nhất, nắm địa bàn nhanh nhất. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh COVID-19 thì tuyến y tế cơ sở phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vâng, đồng thời thì đây cũng là lực lượng trực tiếp rà soát, giám sát, điều tra, truy vết những trường hợp về từ vùng dịch, kịp thời cách ly y tế, đồng thời triển khai việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 một cách an toàn. Có thể nói nếu không có mạng lưới y tế cơ sở, công tác phòng chống dịch sẽ không được thực hiện. Trạm y tế xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, Hà Nội đang trong những ngày cuối cùng để phủ mũi 2 vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. Chỉ trong một buổi sáng, tại đây thực hiện tiêm cho khoảng 300 người dân. Các biện pháp phòng chống dịch và quy trình tiêm chủng an toàn vẫn phải đảm bảo. Đến hôm nay là chúng tôi đã tiêm hơn 8.000 rồi, xít soát 9.000 của mũi 2 và 12.000 mũi 1. Thì đến giờ phút này chúng tôi cũng có nghĩa là chưa xảy ra cái trường hợp nào mà tai biến nặng tại trạm. Còn có một số trường hợp cũng có trường hợp ví dụ như người ta có cái phản ứng như là nổi mẩn ngứa này, hoặc cũng có những trường hợp là sau khi tiêm một cái người ta cũng thấy là người khó chịu. Thì chúng tôi đã có sẵn một đội cấp cứu cơ động của huyện trực sẵn ở đây, ô tô sẵn ở đây và chúng tôi chuyển ngay lên bệnh viện Đan Phượng. Thì trung tâm y tế đã triển khai xong 27 đợt tiêm và đang triển khai đợt 28 với gần 200.000 mũi tiêm an toàn. Và trung tâm y tế đã thành lập 4 đội cấp cứu cơ động và bệnh viện đa khoa hỗ trợ 2 đội cấp cứu cơ động để đảm bảo công tác cấp cứu các điểm tiêm trên địa bàn. Trong đợt dịch thứ tư, xã Tân Hội đã ghi nhận F0. Các nhân viên y tế tại trạm phải trực 24/24 giờ. Công tác rà soát, điều tra, truy vết, khoanh vùng được thực hiện không kể ngày đêm. Nếu phòng chống dịch mà không có y tế cơ sở thì không làm được. Thứ nhất, bởi vì khi có
một ca mà trên kia báo về, bắt đầu chúng tôi gọi là rà soát đối tượng, đấy, truy vết, thì chúng tôi phải xác định cái đối tượng này ở nhà số bao nhiêu, ở cụm mấy. Trong các cái đợt dịch từ trước đến nay, nếu đã có F0, F1, F2 thì chúng tôi hầu như sùng sục đi suốt đêm. Thế sau khi cách ly, F1 thì đi cách ly tập trung, còn các F2 ở nhà thì chúng tôi lại ra quyết định cách ly. Thì trong cái thời hạn quyết định cách ly thì chúng tôi phải cùng với y tế cơ sở chúng tôi và cái tổ COVID cộng đồng phải giám sát hàng ngày. Sau khi quận Long Biên xuất hiện ổ dịch mới tại phường Việt Hưng, công tác khoanh vùng, truy vết đã được triển khai nhanh chóng. Bên cạnh đó, đều đặn 2 ngày một lần, các nhân viên y tế tại trạm y tế phường đều đến từng hộ dân thực hiện đo nhiệt độ. Nếu ai có triệu chứng ho sốt sẽ báo ngay cho lực lượng y tế để thực hiện test nhanh hoặc test PCR. Ngày sẽ 2 lần đi đo nhiệt độ cho người dân. Nếu mà ai có những triệu chứng ví dụ sốt hay ho ấy, thì người dân sẽ báo lên cho trạm y tế của phường. Sau đó thì trạm y tế phường sẽ thông báo lên ở trên và có thể là test nhanh hoặc test PCR. Rồi nếu mà người dân có dương tính thì sẽ chuyển đến khu cách ly ạ. Thực ra thì trong dịch bệnh thì rất nhiều lực lượng phải tham gia. Trong đấy lực lượng y tế là lực lượng nòng cốt. Thì cái đối với lực lượng y tế cơ sở thì thực sự đây là một cái sự quá tải rất là lớn. Bởi vì ví dụ như vừa rồi, trong đợt vừa rồi là quận vừa triển khai cái đợt mà tăng tốc xét nghiệm và tiêm chủng. Cuộc chiến phòng chống dịch bệnh vẫn tiếp tục. Những cán bộ y tế cơ sở chắc chắn còn rất vất vả, nhưng mỗi người vẫn luôn tin tưởng rằng với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Việt Nam nhất định sẽ đẩy lùi dịch bệnh.